Thủy Tiên lên tiếng cực căng vì bị tung tin vỡ nợ, ăn chặn tiền từ thiện để mua biệt thự 1.000 m². Nổi tiếng là nghệ sĩ thường xuyên có hành động đóng góp cho cộng đồng, Thủy Tiên nhận được không ít lời khen ngợi, nhưng cũng liên tục vướng phải những tin đồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Cách đây ít phút, nữ ca sĩ phải viết tâm thư lên tiếng khi bị vu khống ăn chặn tiền từ thiện để mua biệt thự 1.000 m² và đã phá sản từ năm 2020. Không chỉ tung loạt bằng chứng ngôi nhà đang ở bị hư hỏng, Thủy Tiên còn nhấn mạnh. Tự dưng đi làm từ thiện về nhà hư móng, nứt thấm cũng không được sửa chữa, vì sửa thì sợ người ta nói mình ăn chặn tiền từ thiện để làm nhà. Trong khi tiền từ thiện mình đã sao kê ngân hàng lẫn xác nhận mộc đỏ của chính quyền địa phương minh bạch hết rồi, các bạn xem, nhưng cố tình không chấp nhận sự thật mình đã minh bạch làm chi vậy. Nói về chuyện vỡ nợ, bà xã Công Vinh khẳng định, mình chưa bao giờ thiếu nợ ai dù chỉ một đồng, nên chả hiểu sao bị đồn thành vỡ nợ phá sản luôn. Toàn bộ chia sẻ của Thủy Tiên như sau. Căn biệt thự mình đang ở tại quận 7 từ trước giờ tổng diện tích sử dụng là 1.000 m², do ở lâu móng nhà có chút vấn đề nứt lún phần móng nhà nên năm ngoái mình có kế hoạch sửa chữa lại nhà tháng 8 âm lịch, lỡ năm ngoái là phải thi công sửa thì mới kịp xong trước Tết. Mọi người có thể xem thời gian mình nhắn tin trong group thiết kế từ tháng 8 năm 2020, dương lịch năm ngoái, đã bắt đầu làm. Nhưng do tháng 8 năm 2020 âm lịch là tháng 10 năm 2020, dương lịch năm ngoái, lẽ ra phải động thổ sửa lại nhà thì mình lại bỏ hết. Chạy ra, miền Trung cùng bà con, về là trễ ngày làm, để kịp Tết nên buộc phải qua đầu năm nay mới được sửa lại nhà, vì làm nhà kiêng làm 2 năm. Sáng nay, mình thấy nhiều group và trang tin bậy bạ đang thông tin mình ăn chặn tiền từ thiện để mua một căn biệt thự mới 1.000 m². Còn nhiều bạn chửi bới mình nói năm ngoái mình phá sản vỡ nợ năm nay làm gì có tiền. Mình chưa bao giờ thiếu nợ ai dù chỉ một đồng, nên chả hiểu sao bị đồn thành vỡ nợ phá sản luôn. Tự dưng đi làm từ thiện về nhà hư móng, nứt thấm cũng không được sửa chữa, vì sửa thì sợ người ta nói mình ăn chặn tiền từ thiện để làm nhà. Trong khi tiền từ thiện mình đã sao kê ngân hàng lẫn xác nhận mộc đỏ của chính quyền địa phương minh bạch hết rồi, các bạn xem, nhưng cố tình không chấp nhận sự thật mình đã minh bạch làm chi vậy. Các bạn có thể sống mà bớt nghiệt ngã với mình một chút có được không? Mình năn nỉ luôn á. Cho mình xin sửa lại ngôi nhà mình đang ở mà không bị thêu dệt bậy bạ được không? Bình thường sửa nhà người ta xin phép cơ quan chức năng thôi, còn mình thì ngoài xin phép cơ quan nhà nước, còn phải xin phép cộng đồng mạng ạ. Một lần nữa, xin phép cộng đồng mạng cho mình xin phép được sửa chữa lại ngôi nhà đang ở và yên ổn làm ăn, vì còn rất nhiều người đang cần mình giúp hàng ngày ạ. Mình xin cảm ơn các bạn nhiều lắm ạ.